có những người luôn hăng say bằng trái tim cháy bỏng. Cắt cả tạo dựng lên những doanh nghiệp từ đôi tay và bao nhiệt huyết cống hiến từng ngày. Bước chân tự tin thì khó khăn còn đó, luôn thay đổi luôn tư duy tập trung và thiên đường. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn trong phút giây, truyền nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Chào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát triển tinh sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, tự mặc khát vọng, cùng luôn nhà nhân vì trái mình đón chào. Lúc hăng say bằng trái tim cháy bỏng, khát khao tạo dựng lên những doanh nghiệp từ đôi tay và bao nhiệt huyết cống hiến từng ngày. Bước chân tự tin thì khó khăn còn đó, luôn thay đổi luôn tư duy tập trung vào chiến lược. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn từ phút giây, truyền nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Now I know.